Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đi tham quan một cái con đèo nổi tiếng nhất của Việt Nam, đó là con đèo Hải Vân. Chúng tôi hy vọng rằng video này sẽ mang lại cho quý vị một góc nhìn tổng quan về địa lý của khu vực đèo Hải Vân, bao gồm địa hình, địa vật, hình dạng, hình thế và cái địa thế ở nơi đây. Để thực hiện chuyến bay này, chúng tôi xuất phát từ phía thành phố Huế đi vô Đà Nẵng, hướng Bắc vô Nam. Bên tay phải của chúng ta là Vịnh Chân Mây. Trước mặt của chúng ta là Vịnh Lăng Cô. Phía bên tay phải là dãy núi Bạch Mã. Con đèo Hải Vân vượt qua dãy núi Bạch Mã với chiều dài khoảng 20 km. Cái đường màu xanh nước biển là con đường quốc lộ 1A. Phía bên tay phải của chúng ta là Vịnh Lăng Cô. Chúng ta đang tiến về cái hầm Hải Vân. Nếu quý vị mà đi bằng ô tô thì sẽ đi qua hầm Hải Vân, còn nếu quý vị mà đi xe máy thì sẽ không được qua hầm Hải Vân. Đằng dưới cái đường chỉ màu xanh nước biển là hầm Hải Vân đó. Chúng tôi chỉ vẽ để quý vị hình dung được cái hầm Hải Vân nó đi hướng nào á. Cái đường màu vàng là ranh giới giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Bên này là Thừa Thiên Huế, bên này là Lăng Cô, bên kia là Liên Chiểu, Đà Nẵng. Chúng ta đang bay từ Bắc vô Nam. Giờ đến đây chúng tôi sẽ quay đầu lại để bay từ hướng Đà Nẵng ra ngoài Huế nha quý vị, để quý vị có thể hình dung được cái không gian. Phía trước mặt của chúng ta là thành phố Đà Nẵng đó quý vị. Dạ, bây giờ chúng ta bay từ Đà Nẵng ra Huế theo hướng từ Nam ra Bắc nè. Phía dưới của chúng ta là sân bay Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng là một thành phố rất là hiện đại, phát triển. Bên tay phải này nè là bán đảo Sơn Trà này. Còn bên tay trái là Bà Nà Hill. Nếu quý vị có dịp vô Đà Nẵng chơi thì chắc chắn phải vô Bà Nà Hill để chơi một lần cho biết nhé. Cái đường màu xanh nước biển là cái đường quốc lộ 1A. Trong phần đầu của video này, chúng tôi sẽ bay ở tầm cao theo hướng từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông để quý vị có thể cảm nhận được cái không gian, cái địa thế, cái địa hình của cái khu vực đèo Hải Vân này. Trong phần sau chúng tôi sẽ bay ở tầm thấp hơn, ở cái tốc độ thấp hơn để quý vị nhìn thấy rõ và chi tiết cái con đường bộ và cái con đường sắt mà nó ôm xung quanh, nó leo trên đèo Hải Vân á. Thì chúng ta sẽ đi từ tổng quan đến chi tiết về cái địa lý, cái địa hình ở nơi đây. Chúng ta đang vượt qua cái đỉnh đèo Hải Vân nè. Phía bên này là địa phận của Huế rồi đó, Thừa Thiên Huế. Và sau đây chúng tôi sẽ bay từ phía ngoài biển vô nhé quý vị, từ Đông sang Tây này. Chúng ta đang bay theo hướng từ biển vô. Trước mặt của chúng ta là hòn Sơn Trà. Đây là một hòn đảo thuộc địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía bên tay trái của chúng ta là Đà Nẵng này. Đường màu vàng là ranh giới giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng nha quý vị. Những cái đường màu đỏ là đằng phía dưới là hầm đường sắt nha quý vị. Trước mặt của chúng ta là Hải Vân Quang. Hải Vân Quang là đỉnh đèo. Tuy nhiên cái điểm đỉnh đèo này là nó vẫn chưa phải là cái điểm cao nhất ở cái khu vực này. Và chúng ta đang bay trên cái dãy núi Bạch Mã nè. Dãy núi Bạch Mã là một phần, là một bộ phận của dãy núi Trường Sơn huyền thoại. Sau này chắc chắn chúng tôi sẽ làm một video về địa lý của cái dãy Trường Sơn. Quý vị và các bạn nhớ đón xem. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ bay theo hướng từ Tây sang Đông, tức là chúng ta sẽ bay ra biển á. Bên này là Đà Nẵng nè. Bên tay trái này là Vịnh Lăng Cô, còn phía xa xa kia là Vịnh Chân Mây. Nói về đèo Hải Vân thì có rất là nhiều đề tài để mà nói. Chúng ta có thể nói quanh năm suốt tháng không thể hết những cái câu chuyện ở cái đèo Hải Vân này. Con đèo này được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan.
Và trong phạm vi của video này với cái thời lượng hạn chế thì chúng tôi chỉ tập trung vào phần quan sát địa lý, địa hình và địa thế của cái khu vực đèo Hải Vân này cho quý vị cùng xem. Theo chúng tôi quan sát thì ở cái khu vực núi đèo Hải Vân này không hề có một cái khu nghỉ dưỡng hay là khu du lịch nào cả. Đây là một cái khu vực mà được bảo tồn rất là nghiêm ngặt á. Cái hòn đảo Sơn Trà là thuộc về địa phận của Thừa Thiên Huế và ở trên ấy cũng không có dân cư sinh sống mà chỉ có một cái đồn biên phòng đóng ở trên đấy thôi. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ bay ở độ cao và tốc độ thấp hơn để quý vị thấy chi tiết những cái cảnh vật và những con đường ở trên đèo Hải Vân nha quý vị. Phía dưới của chúng ta đó là con đường quốc lộ 1A. Phía bên tay phải là vịnh Lăng Cô. Chúng ta đang tiến về cái hầm Hải Vân nha quý vị. Vịnh Lăng Cô rất là nổi tiếng. Có thể là quý vị chưa đến cái khu vực này, nhưng mà có thể là quý vị đã được nghe rất nhiều về vịnh Lăng Cô, cái danh từ Lăng Cô. Đến cái điểm giao trước mặt chúng ta là có một con đường theo cái đường thẳng là lên cái cầu để dẫn qua hầm Hải Vân. Nếu quý vị muốn đi con đường đèo thì quý vị sẽ rẽ phải tại cái điểm giao này, cái ngã ba này để qua cầu Lăng Cô, sau đó chúng ta sẽ lên đèo. Và trước mặt chúng ta là có một cái trạm thu phí đường vô hầm Hải Vân. Còn cái con đường theo tay phải mà vòng quanh cái chân đèo á, chân núi là dẫn quý vị đi lên đèo. Đến đây chúng tôi sẽ dừng lại một tí để cho quý vị quan sát cái hầm Hải Vân này. Đây là cái lối dẫn vào hầm Hải Vân nha quý vị. Cái cửa hầm Hải Vân là cái vòng mà chúng tôi đánh dấu cái vòng màu vàng á. Chỉ có xe ô tô mới được vô hầm, còn xe máy sẽ không được vô hầm. Còn xe bồn chở xăng dầu cũng không được vô hầm đâu. Đây là cái khu vực tôi thấy rất là cua, rất là gắt luôn á. Chắc chắn là cái quả đường này rất là nguy hiểm này. Cái khu vực này thì con đèo đi men một bên là núi, một bên là biển, và chạy đằng dưới nữa là cái đường sắt, cái con đường sắt á. Cái đường những cái đường màu đỏ là ở dưới cái đường màu đỏ là có cái hầm hầm đường sắt nha quý vị. Con đường đèo Hải Vân thì có chiều dài khoảng 21 km, và chúng ta có thể quan sát thấy con đường này giống như một con trăn, một con rắn khổng lồ mà ôm xung quanh con đèo. Chúng tôi nhìn thôi đã thấy rất là nguy hiểm, rất là treo leo hiểm trở rồi. Trước mặt của chúng ta là một cái vị trí rất là nổi tiếng, rất là nguy hiểm, đó là cái khúc cua tay áo mà có rất là nhiều người đã quay video để up lên trên mạng xã hội về cái đoạn này này. Cái đoạn này rất là nổi tiếng này, và chúng ta thấy rất là gắt, cua rất là gắt. Chúng ta có thể quan sát thấy thỉnh thoảng là có một cái đoạn đường đi đi thẳng vô núi, đó là những cái con đường tránh để trường hợp mà xe cộ mà bị sự cố thì có thể lao vô đó để lánh nạn á, là những cái con đường lánh nạn nha quý vị. Ở khu vực này chúng tôi nhìn thôi mà chúng tôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhìn từ trên cao chúng ta thấy nó gọi là đổi hướng 180 độ luôn, chứ không phải là 90 độ hay là 45 độ như là những cái con đường bình thường. Cái Hải Vân Quan chứ phải là cái vị trí cao nhất đâu quý vị nha. Bên này nè mới là chỗ cao hơn nè. Bên tay phải của chúng ta cao hơn đó. Chúng ta đang tiến về cái Hải Vân Quan. Đây là một cái cửa ải nằm trên đỉnh đèo mà được xây dựng từ thời nhà Trần, cách đây cũng khoảng 7 đến 800 năm rồi quý vị. Và cho đến hiện tại thì cái cửa ải Vân Quan này cũng đã được trùng tu nhiều lần rồi. Đây là hình ảnh cửa ải Vân Quan nha quý vị. Và Hải Vân Quan thì nằm bên địa phận của Thừa Thiên Huế nha quý vị. Bên này là địa phận của Đà Nẵng rồi.
của quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đoạn này cũng cua rất là gắt này quý vị. Thực sự nhìn thôi mà đã thấy cái sự gai góc, cái sự nguy hiểm. Con đèo Hải Vân là một cái nỗi khiếp sợ của nhiều tài xế trong nhiều năm qua. Không chỉ nổi tiếng về cảnh quan hùng vĩ mà nó còn nổi tiếng về cái sự nguy hiểm. Có rất là nhiều cái câu chuyện tâm linh ở trên cái con đèo này mà tôi được nghe. Tuy nhiên thì tôi không có nhiều cái kiến thức về tâm linh, cho nên là trong cái video này tôi sẽ không nói về cái vấn đề đó. Chúng tôi chỉ tập trung vô cái phần địa lý thôi nha quý vị. Cái đoạn này là đoạn xuống đèo này quý vị này. Đằng dưới chúng ta là con đường sắt. Chúng ta có thể thấy rằng con đèo đường bộ thì giống như là một cái con rắn khổng lồ, một con trăn khổng lồ. Còn con đường sắt thì giống như một con vuông khổng lồ á. Nó đang ôm quanh con đèo này nè. Đoạn này, con này cua gắt quá ha. Một bên là biển, một bên là núi. Chúng ta đang tiến xuống chân đèo rồi quý vị. Đó, chân đèo ngay trước mặt luôn á. Ở bên cạnh chân đèo có một cái chùa gọi là chùa Nam Hải. Quý vị đến đây thì cũng có thể ghé vô chùa để vãng cảnh, để cầu nguyện. Bây giờ tôi sẽ đưa quý vị vô cái cửa hầm ở phía nam đèo Hải Vân á, để quý vị nhìn thấy cái cửa hầm nha quý vị. Ở bên phía bắc có một cửa hầm và bên phía nam có một cửa hầm nè. Cái hầm đầu tiên á, đã được khánh thành vào năm 2005 với cái tổng mức đầu tư là 130 triệu đô la Mỹ. Vào thời đó cái con số tiền này là một con số khổng lồ. Và con hầm thứ hai thì được đưa vô sử dụng vào năm 2021 với cái tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD. Đây là cửa hầm phía nam nha quý vị, hầm Hải Vân nè. Quý vị thấy rất là đẹp ha. Đó, đây là lối dẫn ra, lối dẫn vô hầm nè. Một bên có hai làn xe và một làn khẩn cấp. Đó, phía bên kia là thành phố Đà Nẵng nè. Bây giờ chúng tôi sẽ bay ở trên cái mặt đường vô ra tại cái vị trí hầm phía nam cho quý vị thấy chi tiết mặt đường. Chúng tôi thấy đường rất là đẹp, hai đường tách biệt luôn á, đường vô đường ra riêng nè. Mỗi bên thì có hai làn xe và một làn khẩn cấp, đúng tiêu chuẩn của đường cao tốc luôn á. Con đường rất là quanh co thơ mộng như tranh họa đồ. Riêng đây là chân đèo này. Đường đẹp ha quý vị. Đi về đâu đây quý vị? Về đâu mái tóc người thương nè. À, đi rẽ trái là đi qua trung tâm thành phố Đà Nẵng. Còn đi thẳng á, đi qua vòng xuyến đi thẳng lên cái cao tốc La Sơn Túy Loan mà mới đưa vô sử dụng cách đây 1-2 năm nha quý vị. Con đường đấy rất là đẹp. Và chúng tôi sẽ thực hiện một video bay trên con đường cao tốc Túy Loan, La Sơn Túy Loan trong một thời gian tới. Quý vị nhớ đón xem. Đây là nhập vô cái đường mà ở trên đèo xuống nha quý vị. Đi hướng này là vô Nam nè. Còn đi hướng này là ra Bắc nè. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ bay trên con đường sắt đi từ hướng Đà Nẵng ra Huế để quý vị thấy được cái vẻ đẹp của con đường này, cái cung đường ôm con đèo mà đi bên biển luôn á. Trước mặt của chúng ta là một cây cầu. Chúng ta có thể thấy cái cầu phía bên phải ngoài cùng là cầu dành cho con đường sắt. Còn hai cái cầu bên tay trái này nè là dành cho đường ô tô nè. Trước mặt của chúng ta hình như là một cái ga đó quý vị. Đây là một cái ga tàu này. Con đường sắt đi qua khu vực đèo Hải Vân thì được xây dựng vào năm 1902 bởi từ thời Pháp thuộc á. Trước mặt của chúng ta là một cái hầm đường sắt. Cái hầm là chui ở dưới cái đường màu đỏ nha quý vị.
Theo chúng tôi quan sát thì đây là cái đoạn hầm dài nhất trên cái tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân này này. Nó có chiều dài khoảng tầm 8 đến 900 mét luôn á. Trên cái đoạn đường sắt mà chạy qua đèo Hải Vân thì có khoảng 18 cây cầu ngắn và có khoảng 6 cây con hầm. Con đường này tôi thấy nó cũng có chiều dài đâu đó khoảng 15 km đó, 15 đến 20 km. Và cái bài hát Tàu Anh Qua Núi thì được lấy cảm hứng từ cái cung đường, từ những cái chuyến tàu đi đi qua đoạn đèo Hải Vân đó. Đây là nơi khơi nguồn cảm hứng cho bài hát Tàu Anh Qua Núi. Cái bài mà đi đi dọc Việt Nam á, tôi không dám hát lên bởi vì tôi hát lên thì vi phạm cái bản quyền tác giả. Theo tôi cảm nhận thì con đường sắt ôm xung quanh đèo Hải Vân giống như một con giun khổng lồ, thiệt là bự, thiệt là dài. Đoạn đường này đẹp cực kỳ luôn nha quý vị. Vừa đi bên núi mà lại vừa nhìn ra biển. Đây là một cái view nhiều triệu đô đó quý vị. Nếu mà có một căn nhà ở đây á, thì căn nhà này xứng đáng với cái giá trị hàng triệu đô. Và con đường đèo Hải Vân là được xếp vào danh sách những con đường đẹp nhất thế giới, những cái cung đường đẹp nhất thế giới. Trước mặt chúng ta hình như là có một cái nhà ga. Và tôi thấy có một đoạn đường nó thừa ra nè. Đây đây quý vị nhìn được cái đoạn đường màu trắng á. Đây có thể là cái đoạn đường mà để tàu quay đầu, hoặc là cái đoạn đường lánh nạn của tàu khi mà giả sử có gặp sự cố khi đi qua đèo và con tàu có thể lao vào đây. Thì đó là suy nghĩ, suy đoán của tôi thôi, còn tôi không biết là nó là con đường để làm gì. Đây là cái ga này. Tiếp tục chúng ta đi qua một cái hầm này quý vị. Con đường tuyệt vời đẹp luôn, cung đường cực kỳ đẹp. Tàu đi qua đây thì chạy rất là chậm, chạy thiệt là chậm luôn á. Con đường quanh co như thế này thì không thể đi nhanh. Và đó cũng là một cái cơ hội mà quý vị có thể tận hưởng thiệt là lâu cái phong cảnh nơi đây, cái cảnh vật nơi đây. Một bên là núi, một bên là biển. Thì có những người ngày xưa thì chỉ ước mơ là đi qua đèo Hải Vân một lần, ngồi trên tàu hỏa và đi qua đèo Hải Vân một lần. Nhưng có những người thực hiện được, nhưng có những người cũng không bao giờ thực hiện được. Bởi vì ngày xưa thì phương tiện đi lại rất là hạn chế, rồi những khi cơ hội để chúng ta đi vô Nam, đi ra Bắc thì cũng không nhiều. Trước đây đi vô Nam và đi ra Bắc là một hành trình gian khổ, chứ không phải như bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi máy bay khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ là mình có thể Hà Nội Sài Gòn, Sài Gòn Hà Nội như đi chơi, như đi chợ. Trước mặt của chúng ta cũng có khoảng 2 đến 3 cái hầm ngắn ngắn á. Hầm này thì cũng chỉ khoảng 100 mét độ lại thôi. Chúng ta sẽ quẹo trái ở đây theo cái con đường sắt để đến cái vị trí là cái đầu vô, cái đầu vào của cái hầm Hải Vân á. Trước mặt của chúng ta là cái cửa hầm phía bắc của hầm Hải Vân. Cái đoạn này cua hơi gắt nên tôi sẽ bay từ bên kia sang nha quý vị. Đây tôi sẽ bay từ hướng này sang để quý vị nhìn thấy rõ hơn. Đó, chúng ta vừa đi qua cái đoạn này này, cái đoạn trước mặt á. Chúng ta dừng lại một tí xíu nha, cái cửa hầm ở bên tay phải. Và đây là đường dẫn vô cái hầm Hải Vân. Và đến đây thì chúng tôi cùng với quý vị cũng đã vừa thực hiện một chuyến bay trên cái đường đèo Hải Vân cùng với cái đường sắt ôm xung quanh cái đèo Hải Vân á.
Dạ, như cái đầu vào của video này thì chúng tôi cũng đã nói rằng cái đèo Hải Vân có rất là nhiều chủ đề, có rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể khám phá, để chúng ta tìm hiểu. Tuy nhiên trong cái phạm vi của cái video này, chúng tôi muốn đưa đến cho quý vị một cái góc nhìn tổng quan, tổng quát toàn toàn cục toàn cảnh của cái khu vực đèo Hải Vân và cái dãy núi Bạch Mã ở ở cái vùng này á. Chúng tôi mong rằng quý vị cảm thấy thú vị, cảm thấy hay khi mà xem cái video này. Và chúng tôi cũng mong là cái video này có ích, có giá trị, có ý nghĩa với cộng đồng, với mọi người. À, tiếp theo đây là chúng tôi sẽ hạ cánh xuống cái sân bay Đà Nẵng để chúng tôi kết thúc cái chuyến bay này, kết thúc cái video này. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị, các bạn đã theo dõi video. Quý vị và các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip Việt Nam Go. Bấm nút thông báo để đón xem các video mới nhất. Hãy bấm nút like cũng như chia sẻ nếu quý vị thấy video hay và có giá trị. Đừng quên để lại bình luận góp ý giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện nội dung. Nếu quý vị và các bạn muốn chúng tôi thực hiện những chuyến bay thám hiểm ở bất kỳ vị trí nào trên thế giới thì đừng ngại để lại lời gợi ý hoặc đề xuất phía dưới một bình luận. Chúng tôi sẽ tham khảo và nghiên cứu để thực hiện những video hay và có ý nghĩa cho cộng đồng. Bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video kỳ tới. Xin cảm ơn rất nhiều.